thì em tiếp tục lại cập bến dòng Hồ Điệp ạ. Và bây giờ là cái thời điểm các bác trưng Hồ Điệp để các bác chơi hoa Tết là quá là hợp lý và vừa phải rồi các bác biết ạ. Đó, hàng đều đang có ngồng nụ như nhá. Cây của nó không phải là cây nhỏ đâu. Đây là dòng Hồ Điệp đại, bông cũng bông to. Và đây ạ, hàng thì Hồ Điệp sẽ, hàng này thì chỉ có một vấn đề đó chính là không phân màu. Đa phần Hồ Điệp thì bây giờ thì nhà vườn người ta ít phân màu lắm, người ta bán số lượng đấy các bạn. Nên là về thì sổ ra bông nào thì các bác chơi bông đấy nhá. Hàng đều đang có ngồng nụ. Đó. Cây của nó này, lô đợt này rất là đẹp, cũng rất là to. Hàng này thì em vẫn bán là 55.000 một cốc nhá. Nhặt cho các bác những cây đẹp trước. 55.000 một cốc. Mua từ 5 cốc tính giá 50.000, tức là 250.000 các bác được 5 cốc Hồ Điệp. Và hàng này thì bông hoa của nó cực kỳ là bền hoa. Chơi đến 2-3 tháng ạ. Tết thì hầu như nhà nào hầu như nó cũng đều trưng như dòng Hồ Điệp này hết cả đấy các bạn. Và tiếp theo thì em vừa cập bến một cái lô mặt hàng Damari. Đấy, cái hàng này lại về bổ sung thêm quá nhá. Chứ hàng đây là hàng mới về. Và hàng này đây là hàng của Thái Lan. Dòng này thì nổi tiếng với hoa bền, chơi hoa lâu tàn. Và đặc biệt là nó rất là sai hoa. Hàng này thì nở ở thường nó sẽ nở ở trên chóp ngọn này. Và thứ hai nó nở sẽ ở xung quanh thân nữa. Đây, xung quanh một số thân nó đang sưng nụ, một số thân thì chưa. Những thân nào thắt ngọn thì nó có thể nó sẽ sắp sưng nụ. Đấy. Và đặc biệt là nếu mà các bác lấy chậu thân ngắn ngắn thì nó sẽ nhiều thân hơn. Còn nếu mà lấy chậu thân dài thì nó sẽ một thân dài này, một thân ngắn ngắn ở dưới này. Hàng này hàng sưu tầm thôi nhá. Hàng này em về để em trả đơn các bác. Đây, cả bên đây cũng rất là nhiều. Và loại này thì bông rất là to. Nó sẽ có hai cái màu chủ đạo là mặt hoa màu lưỡi vàng và lưỡi đỏ. Đấy. Trên màn hình thì em có mặt hoa của dòng lưỡi đỏ rồi. Còn đây ạ, hàng thực tế thì có một số cây nó sổ hoa thì nó là bông hoa lưỡi vàng. Đấy, bông hoa rất là to, to bự luôn. Đấy. Mới nở các bác nhá. Rất là sai hoa. Hàng này thì em xin phép bán là 180.000 đồng một chậu. Các bác lấy một cặp sẽ là 300.000. Hàng này thì sắp tới nó cũng sắp hết hàng rồi. Đấy. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đây, một cái dòng hàng mà rất là mới lạ. Và nhà em vừa cập bến một cái lô đai châu. Cái mặt hàng mà vừa rồi nhà em cháy hàng cực kỳ là nhiều, vẫn nợ đơn các bác ạ. Đây là dòng đai châu Thái các bác nhé. Hàng này thì màu hoa sổ số, chưa phân loại mặt hoa. Nhưng điều đặc biệt hơn là bây giờ ấy, hầu hết tất cả những cái dòng đai châu này đều đang có nụ hết rồi. Đấy, đa phần 100% là hàng có nụ. Đấy, tại vì em lựa bỏ nhà vườn lá, lựa cho những cái cây có nụ hoa để các bác về chơi hoa Tết luôn ạ. Đấy, có những cái nụ thì nó nhìn rất là rõ thôi. Đấy, và cũng có nụ thì nó cũng hơi nhu nhú bằng hạt gạo các anh nhá. Đấy, hàng rất là đẹp, cây không phải nhỏ đâu ạ. Và hàng này thì em vẫn giữ giá các bác là 140.000 đồng một chậu. Đấy, 140.000 đồng một chậu. Và nếu mà lấy một cặp sẽ là 250.000 nhá. Một cặp đai châu 250.000. Các bác có một cái mặt hàng trưng hoa Tết rất là đẹp luôn. Đấy, đây là dòng đai châu, đai châu Thái, hàng vừa mới về. Đấy, cái dòng Quốc Sắc Thiên Hương giới thiệu qua đây là một cái dòng địa lan các bác nhé. Dòng địa lan rất là dễ trồng, dễ chăm. Và dòng này thì ngày hôm nay ạ, những cái chậu địa lan với vòi hoa cực kỳ là dài và với mặt bông cực kỳ là yêu, rất là đẹp. Đây là màu xanh ngọc ạ, địa lan màu xanh ngọc và với một cái họng rất là phớt hồng. Đấy, dòng Quốc Sắc Thiên Hương đẹp về cả sắc lẫn cả cây. Đó, hàng rất là khỏe và đẹp. Và những chậu hàng này lần này em nhập thì giá thành nó rẻ hơn so với lô hôm trước một chút. Bình thường lô trước cháy hết hàng thì giá là 350. Hôm nay thì em nhập số lượng nhiều, giá hôm nay có 330.000 đồng một chậu thôi ạ. Cái này khi các bác về các bác sang cho em một cái chậu mới. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác nhé. Sang một cái chậu mới và các bác để trưng trên bàn ấy, rất là tuyệt vời. Đấy, mặt hoa của nó ấy, nó cũng chỉ mới nở thôi. Đấy, những cái chùm hoa mà thực sự là các là quá là sai hoa. Hàng thì nó sẽ có cả ngồng ngắn và ngồng dài nhé. Nó sẽ lên liên tục. Đấy, kể cả những ngồng ngắn mới lên, mới nhú này. Đấy, đây là những ngồng mới nhú này. Đó, một chậu cũng nhiều ngồng hoa. Đấy, rất là nhiều những ngồng mới nhú như vậy để các bác về các bác chơi hoa chơi liên tục luôn. Hàng này 330.000 đồng một giò, hàng quá là đẹp. Tiếp theo phía sang bên đây đó chính là những cái chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Phải nói là đây là cái dòng hàng lô hôm nay thì em về cái dòng hàng quá là khủng. Đấy, phải nói là cực kỳ là khủng, vĩ đại. Thông thường em bán thường là những cái chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, chậu nhỏ đấy ạ. Chậu nhỏ và giá thành thì nó rơi tầm khoảng 80.000. Thậm chí là những shop khác người ta đang bán ra với giá là 120.000. Đó. Thì bây giờ hôm nay nhà em về cái loại chậu to này, nó phải gấp đến 4, 5, 6 lần cái loại chậu nhỏ ạ. Đó, hàng rất là đẹp. Để em ví dụ cho mọi người luôn một cái chậu nhé. Một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh bất kỳ. Để ví dụ cho mọi người xem là cái độ khủng của cây như thế nào. Đây ạ. Em nhờ mẹ em cầm cho mọi người xem cái chậu này. Hàng này nhà em có cắt nước nhé. Nhà vườn có cắt nước gửi về nên thành ra gửi cho các bác. Cây trong tình trạng khô ráo. Về các bác tưới tắm một vài hôm thì cây đã xanh mướt đẹp luôn. Chậu quá là to, bự vĩ đại và đây, riêng cái củ giả hành của nó thì các bác nhìn đã.
thấy khủng như nào, cây rất là già đời và lâu năm. Và hàng hôm nay giá chỉ có 390.000 đồng một chậu ạ. Một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh hàng khủng với giá là 390.000. Và đây ạ, ngay đây là cái chậu mà bình thường em vẫn bán giá là 80.000 đây. Đấy các bác nhìn này, như một chậu phải nói là có một sự khác biệt quá là lớn đúng không ạ. Loại này 80.000 và loại này 390.000, to gấp phải đến 5-6 lần, rất là đẹp. Số lượng nhà em ngày mai vẫn tiếp tục đóng hàng cho khách nhé. Hàng hôm nay đóng hàng không kịp, vẫn thoải mái các bác đặt hàng, số lượng vẫn còn rất là nhiều. Đây là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, một dòng hoa nổi tiếng và cái này người ta còn mang đi triển lãm cơ, hoa rất là sai. Tiếp nữa nhà em về bổ sung thêm một lô kiếm, đây là kiếm của Thái Lan. Và đây ạ, một chậu của nó thì cực kỳ là nhiều thân, nhiều tép, nhiều giả hành. Các bác về có thể tách ra làm những cái chậu nhỏ. Dòng kiếm thì để dành nhánh rất là nhanh. Và dòng này thì hoa của nó rất là sai hoa các bác nhé. Sai hoa mà vòi hoa kiếm nó rất là dài, đẹp. Dòng kiếm Thái mặt bông rất là đẹp. Em bán 130.000 đồng một chậu, nhiều tép. Đấy, giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, hàng siêu yêu thương. Tiếp nữa thì là những cái chậu phi điệp lá biên phát tài, người ta gọi là giả hạc lá biên. Đấy, những cái chậu giả hạc lá biên này. Đấy, hàng rất là đẹp. Hàng này thì các bác chơi thân chơi lá. Đây, những cái cây lá biên màu trắng này. Đấy, thường là những lá biên là những cái cây phong thủy và đặc biệt hơn là những cây phát tài, thu hút tài lộc đấy ạ. Đó, hàng này hàng chậu một thân ạ. Em bán với giá là 220.000 đồng một chậu. 220.000 đồng một chậu nhá, phi điệp lá biên. Và đây một cái lô Garden Sunray. Đấy, đây là hàng của Thái Lan, hàng nhập khẩu từ Thái Lan. Đấy, những cái hàng mà với dòng giống cực kỳ đẹp và cho ra những bông hoa màu vàng rất là siêng hoa. Hàng này thì ở Việt Nam mình ấy, người ta vẫn thường hay gọi tắt là cái chậu Hoàng Thảo Thái Bình Lai. Đây là Hoàng Thảo Thái Bình hoa vàng. Đây là hàng hoa vàng và chuẩn mặt hoa, rất là sai hoa. Như những cái hình ảnh trên màn hình ấy các bác nhìn này, một chậu của nó thân mập và hiện tại cây đứng ngọn rồi. Vài hôm nữa lá của nó sẽ vàng hết đi và nó rụng lá, sẽ cho ra những cái bông hoa rất là đẹp tuyệt vời. Đấy, dòng Hoàng Thảo Thái Bình này thì em bán là 150.000 đồng một chậu. Lấy từ 2 chậu tính giá 140.000 nhá. Lấy 2 chậu tính giá 140.000. Và tiếp theo thì hôm nay có cập bến một cái lô phi điệp thân nù đấy ạ. Tại sao em gọi là thân nù? Bởi vì các bác nhìn cái bản lá thân của nó rất là đẹp, gân lá cực kỳ là xịn sò luôn, rất là đẹp luôn nhé. Cả một cái lô hàng vừa mới về. Hàng này thì em sẽ có hai dạng này, ví dụ dạng một thân. Dạng một thân sẽ là thân dài, còn nếu mà cái chậu mà nó 2-3 thân trở lên này thì nó thân nó rất là ngắn, nhưng mà đều là những cái thân nù mập này, hàng đã thất ngọn và sắp tới sẽ chọn chơi hoa được nhá. Cái hàng này các bác cho sang một cái chậu nhỏ xinh ấy, để trên bàn cũng rất là đẹp. Hàng phi điệp này thì em xin phép bán là 70.000 đồng một cốc. Bác nào lấy 5 cốc thì em sẽ bao ship nhé. Tầm này lấy 5 cốc thì sẽ bao ship ạ. Đây là dòng phi điệp thân nù. Cập đến một cái lô hoàng tử áo đỏ, Grand Red hoàng tử áo đỏ, hàng hôm nay về bổ sung thêm. Bởi vì đây là cái hàng mà mọi người thường chơi hoa Tết. Và đầu năm thì những cái chậu hoàng tử áo đỏ với sắc màu đỏ thì thường đem đến cho chúng ta những cái sự may mắn, rất là may mắn luôn ạ. Hàng đều là những cây lá xếp và cây to đẹp, lá xếp đẹp luôn. Hàng này thì em xin phép bán là 160.000 đồng một chậu nhá. Mua một cặp sẽ là 300.000, nghĩa là mua từ hai chậu sẽ giảm cho các bác là 10.000 đồng một chậu. Giá này là giá phải nói là cũng rất là yêu thương rồi, bởi vì cái giá hoàng tử đỏ em nhớ đâu đó đầu năm đã rơi tầm khoảng 180 đến 200.000. Khi mà nó có nụ ấy, giá thường nó sẽ trên 200.000 một cây nhá. Đấy, hàng này chắc chắn sắp tới là các bác sẽ được chơi hoa luôn ạ. Đấy, hàng rất là đẹp. Và tiếp theo đây là những cái chậu tam bảo sắc đột biến. Đây là dòng tam bảo sắc đột biến hoa vàng các bác nhá. Em có cả hàng bảng và đây là hàng chậu. Tất cả đều cùng một loại thôi, chẳng qua là trồng quy cách vườn người ta trồng thành hai loại khác nhau, hai kiểu dáng khác nhau. Đấy, có cả hàng bảng gỗ treo lên và đây là hàng chậu. Đồng giá là 220.000 đồng một cây. Đây là hàng tam bảo sắc đột biến hoa vàng lưỡi trắng, và dòng này lấy từ hai chậu sẽ tính là 200.000. Hàng này giá thành đợt này thì giá nó rẻ hơn những cái lô trước rất là nhiều đấy ạ. Trầm cửu long ạ. Đây là dòng trầm cửu long đại đẹp. Tại sao thành trầm cửu long đại? Bởi vì thân lá nó rất là đẹp và đặc biệt hơn là đang đi ngọn nhá. Dòng này thì có thể là dài đến hơn 1 mét cơ. Hoa màu tím đậm và hoa rất là thơm. Dòng này em bán là 250.000 đồng một chậu một thân. Và lấy 3 thân thì tính 2 thân thì tính 240. Đây. Dài hơn 3 găng tay của em ạ. Và tiếp tục lại về thêm một cái lô cát hàng bự nữa các bạn ạ.
Đấy, bởi vì cái lô hàng này nó quá là đẹp nên là em lại đặt nhà vườn thêm một lô hàng nữa. Hàng vừa mới về. Đây là cái lô hàng mới kính con nhé mọi nhá. Không phải lô hàng cũ đâu. Dòng cát này thì nó là cái dòng mà dễ trồng. Hàng chậu bự này các bác về tách làm 2-3 chậu nhỏ đều được. Bởi vì dòng này đẻ nhánh rất là nhanh và dễ chăm, dễ trồng nữa. Bông hoa của nó cũng khá là to. Hàng bình thường thì những cái chậu nhỏ thì rơi vào 101. Thì cái loại đấy là loại nhỏ. Còn loại này chậu bự nhiều thân này, nhiều tép này. Thế thì loại này em bán giá là 180.000 một chậu to đúng. Với giá là 180.000. Hàng này thì hàng hoa sổ số, không phân màu hoa nhé. Em có một cái loại nữa, đó chính là cái loại phân mặt hoa, màu hoa cát trắng, lưỡi tím, tím đậm. Thì cái này thì em sẽ quay tình trạng. À đây, cái dòng cát mà nhà em có phân loại hoa thì em có để ở khay bên đây. Đấy, cũng đều là một chậu bự luôn ạ. Đấy, loại này thì có phân mặt hoa như trên màn hình, rất là đẹp. Đấy, chậu bự nó nhiều dạ hành và nó xếp xen kẽ xin xít vào nhau đây này. Đấy, hàng này hôm nay em về rất là nhiều. Bởi vì các bác thích cái hàng mà phân màu hoa hơn. Đấy, tuy nhiên thì nếu các bác chọn một bụi này với cả một bụi kia thì sẽ là hai màu hoa khác nhau nhé. Loại này thì em xin phép bán với giá là cũng 180.000. Đấy, dòng này thì cát bông đại, mặt bông to, đẹp, 180.000 đồng một chậu. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến những chậu cát lay da. Cát lay da này, cát bông đại các bác nhé. Cát bông đại và đây ạ, một số cây còn đang có mèo nụ cơ. Đấy, một số cây còn đang có mèo nụ. Một chậu hôm nay của nó cũng khá là nhiều thân, nhiều tép này các bác này. Đấy. Đấy, bình thường thì cát này nếu mà người ta phân màu ra như năm đầu năm hoặc năm ngoái em bán thì phân màu ra nó đắt hơn. Nó phải 180-200.000 một bầu cơ. Hàng này thì em bán theo giá sổ số các bác nhé. Bụi cũng nhiều thân. Hàng này thì em bán 101 một bụi, một bầu. Còn nếu mà lấy 3 bầu thì sẽ tính với giá là 100.000. Đấy, hàng cát một lá và cát bông to. Đây là bốc bông to, nó to như cái bát con, hơn cái bát con cơ. Rất là đẹp. Đó. Tiếp nữa đó chính là 5 cành trắng họng hồng. Ngày hôm nay thì em lại về thêm một cái lô 5 cành trắng họng hồng, mắt xước và họng trái tim nhá. Hoa rất là thơm và thời điểm này đây là cái họng hồng nó đã thắt ngọn rồi này. Thắt ngọn chuẩn bị xuống lá. Ngày hôm nay thì em bán giao lưu với các bác một chậu họng hồng hai thân dài. Đấy, hai thân rất là dài với giá là 280.000 đồng một chậu. Đấy, 5 cành trắng họng hồng hai thân dài. Rất là đẹp với giá là 280 một chậu, tính ra có 140 một thân thôi. Bình thường các bác mua một thân cũng phải rơi tầm ít nhất là hơn 200.000, 250 rồi. Mà một chậu thuần bình thường em bán cũng phải 250, 280 một chậu thuần. Đấy, cái hàng này các bác về chỉ cần cho sang chậu. Rất là dễ trồng. 280.000 đồng một chậu hai thân, rất là dài đẹp nhá. Hàng thắt ngọn chơi hoa Tết, phụ nữ cá mập. Đấy, cái hàng này vừa mới về này. Hàng vừa mới về và hôm nay phải nói là hàng quá là đẹp. Hôm nay thì hàng đã rỡ hết ra rồi. Đấy, một bụi của nó to và nó rất là nhiều ngồng nụ hoa. Hàng nhà em là hàng loại A các bác nhá. Đây cái ngồng nụ của nó này, các bác nhìn chưa? Nhiều ngồng nụ lắm ạ. Một chậu của nó ít nhất cũng phải từ 1 đến 2, 3 ngồng gì đó. Nó còn đang mọc nối tiếp nhau. Hàng loại A, hàng size to nhà em ấy thì đang bán với giá là 160 một chậu. Đấy, hầu như là chậu nào như chậu đấy luôn. Bụi hôm nay to mà lá đẹp á, nó không bị xước xát trong quá trình vận chuyển. Đây ạ, cái bông hoa phụ nữ cá mập đấy ạ, nó vừa mới nở. Đây, bông này vẫn còn đang chúm chím nở này. Hoa màu tím và dòng này hoa thơm nhá, nở bền. Các bác lấy một cặp hai chậu sẽ là 300.000. Hàng này thì em bao đẹp cho các bác, cái lô hàng này bao đẹp. Không đẹp thì không lấy tiền, rất là đẹp luôn đấy, bụi to, hàng lại chọn 160 một chậu. Đây là những cái chậu chốp Enobi ạ. Đó, những chậu chốp Enobi, hàng hôm nay thì hàng nó có nhiều ngồng hoa hơn. Đấy, hàng cũng vừa bung hoa các bác nhá. Đấy, những cái chậu chốp Enobi bạn hoa cực kỳ là đẹp. Và hàng này thì các bác lưu ý là khi nó đang đến thời điểm có nụ ấy, cái lá của nó sẽ hơi xấu đi và nó sẽ có thể rụng lá. Đây, những cái thân già năm trước là nó rụng lá này. Đấy, chủ yếu là các bác làm giống. Giống này nó hơi đắt tiền nên so với những dòng Nenro khác thì nó cũng sẽ đắt tiền hơn. Và hôm nay thì những cái chậu này em bán với giá là 120.000 đồng một chậu. Đấy, lấy 5 chậu thì giảm 5.000 một chậu, 10 chậu giảm 10.000. Đấy, hàng này thì các bác đặt kèm cùng Nenro thì em cũng sẽ giảm giá như thế nhá. Nenro nắng nhà em thì cũng có hơn 40 loại ạ, rất là nhiều mặt hàng Nenro nắng đẹp. Hôm nay thì hàng đang có nụ hoa, cái dòng chốc Enobi vừa mới về. Tiếp theo là những cái cây không khí ạ. Những cây không khí là những cái cây để trang trí ở văn phòng cũng như là trang trí những nơi làm việc hoặc là những cái không gian cho các bác, làm cho không gian trở nên xanh tươi hơn. Hôm nay thì em có cái mặt hàng này rất là mới đây ạ, cho mọi người có thể là tham quan qua. Dòng này thì tại sao gọi là cây không khí? Bởi vì nó sống ở trong không khí và không cần phải chăm sóc cũng như không cần phải trồng cả. Đấy, các bác search ở trên Google, trên mạng ấy thì người ta thường là những cái nơi như là những quán
trà này, những tiệm trà người ta vẫn thường treo những cây này, người ta xiên qua những cái dây và treo lủng lẳng như những cái dây em ấy, cái mảnh nhá, bởi vì cây này các bác chỉ cần phun xương thôi thì nó cũng đã đủ để sống rồi. Đấy, hàng hôm nay thì em cũng thấy khá là nhiều các bác thích, bởi vì thường thì người ta để văn phòng cũng nhiều. Đấy, những chậu cây không khí này em bán 50.000 đồng một chậu. Đấy, 50.000 đồng một chậu nhá. Nữ hoàng bóng đêm ạ. Đây là một cái dòng brass, và brass hoa rất là đẹp, hoa màu trắng và rất là say hoa. Cái dòng này thì có một cái đặc điểm, đó chính là càng về đêm thì bông hoa của nó càng nở thơm nhá, càng thơm. Đấy, cái này các bác cậu trồng ở trong cái khu vực gần nhà, gần phòng mình đấy, thì đến đêm ấy mình nó sẽ tỏa hương rất là thơm ngát. Đấy, hoa của nó cũng say hoa, và đặc biệt là ban đêm mà có những bông hoa màu trắng này nó rất là nổi bật ạ. Dòng này thì các bác về cũng trồng dễ ạ, cho sang chậu hoặc là có thể tách ra làm 2-3 chậu nhỏ để nhánh khá là nhanh. Một chậu to như vậy em bán là 150 một bụi. Còn lấy 2 bụi cũng sẽ tính là 140 một bụi. Hôm nay thì em có một số những cái mã hàng phi điệp, hàng thuần vườn lâu năm mang xuống để giao lưu với các bác. Đầu tiên đây là giò B1, em ký hiệu là mã B1 ạ. B1 là một cái giò phi điệp Phú Thọ. Đấy, giò này gồm 1 thân này, 2 thân, 3, 4, 5 thân, và có 2 cây nhỏ đang lên này, đã thắt ngọn rồi. Giò này em bán 780.000. Đấy, một giò thuần lâu năm rất là rẻ luôn, phi điệp giò rẻ. Nói chung là tha hồ các bác sưu tầm luôn. Đó, đây là giò B1. Chuyển sang đây là B2. B2 là một giò phi điệp, cũng là Phú Thọ. Đấy, giò này gồm có 2, 4 thân dài. Và đây có một cái thân này nó chạm vào thành chậu ấy, nó bị vừa gập rồi. Đấy, giò này thì em sẽ thanh lý nhé, 2, 4, 5 thân. Giò này em bán là 680.000. 680.000, được rất là nhiều thân. Đấy, một thân nó bị gãy nhá, về các bác cắt từ ươm ki đứng ngọn hết rồi. Sang bên đây, giò này là giò số 3, là một giò phi điệp Hòa Bình. Ui dồi ôi, giò này phải nói là thân nó phải dài đến mét rưỡi, mét rưỡi luôn. 4 thân đều dài như nhau. Đấy, nguyên một cái chậu này gồm có 2 thân, 2 ki nhỏ đang lên này, phi điệp Hòa Bình nhé, mặt hoa đẹp luôn. Đấy, giò này đang vẫn còn đang đi ngọn, khả năng sẽ còn dài đến hơn 2 mét cơ. Đó, giò này em bán là 1.600.000. Tính ra 400.000 một thân phi điệp, quá là dài. Có thứ nhất là 5 cái chậu này là chậu trầm cổ ạ. Đó, cái hàng trầm cổ là cái dòng trầm xưa. Dòng này thì hoa của nó màu tím đậm, đặc biệt hơn là cái thân của nó dài, thân thủ dài và hoa trải dài. Cái này thì em có đính kèm trên màn hình cái mặt hoa của nó. Đấy, trầm cổ thì nhà em thì bình thường bán là 350 một thân. Đấy, hôm nay thì còn số lượng còn 5 chậu, em sẽ phân treo hình nhá. Đây là hình số 1, thì em gọi đây là hình số 1, trầm cổ gồm 2 thân. Trầm cổ này 2 thân. Đấy, cái cán móc này các bác nhìn này, nó vượt dài cán móc thì các bác biết độ dài của thân nó sẽ dài như thế nào rồi. 2 thân này em bán 680.000 thôi ạ. Đấy, giá mua 2 thân sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Hình số 1. Tiếp theo hình số 2. Hình này thì cũng gồm 2 thân, nhưng mà thân thứ 2 này nó lại rất là ngắn hơn này. Đấy. 680 thì cái chậu này em bán là 620.000 nhá. 620.000. Thôi bán 600.000 đi. Hình số 2 600.000, tại vì thân nó ngắn hơn so với cái chậu số 1. Đấy, chậu số 1 nó vượt móc. Chậu này thì cũng có một thân vượt móc, nhưng một thân thì nó ngắn hơn. Có tiếp theo em có 3 cái chậu là chậu chớp Mỹ ạ. Chớp Mỹ này, chớp Mỹ hàng thành phẩm, hàng chơi hoa Tết. Đấy, hàng này thì trồng thuần rồi, về năm nay chắc chắn là được chơi hoa, bởi vì hầu như là thắt ngọn hoàn toàn hết rồi. Đấy, chậu này em gọi là chậu số 1 này, 2 thân. Em bán là 650.000. Bình thường chớp Mỹ một thân của nó như năm ngoái đã bán không dưới 500.000 một thân. Đấy, năm nay thì giá thành chớp Mỹ rẻ đi, đặc biệt là cái hàng thành phẩm này rẻ rất là nhiều đấy ạ. Hình số 2 cũng 2 thân dài, cũng 650. Đây, hình số 3 này có một thân dài vượt móc và một thân ngắn hơn thì cũng 650.000 nhá. Có 3 chậu đều 650. Đấy, hàng này thì chơi hoa rất là đẹp. Mặt hoa thì như hình và hoa chuẩn hoa, bởi vì hàng này hàng ươm ki. Dạ, mặt hàng đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác đó chính là những cái chậu, những cái cốc trầm rồng đỏ ạ. Bình thường một chậu trầm rồng đỏ thì nó khá là đắt tiền. Thì hôm nay em sẽ lấy cái loại này, nó vừa tiền với túi tiền của mọi người. Trầm rồng đỏ là một dòng trầm hoa thơm, và đây là những dòng hoa mà mọi người vẫn thường hay trưng Tết ạ. Đấy, hàng nhà em hôm nay sẽ về cái hàng cốc này, hàng cốc này. Hàng này ươm từ những cây mẹ nhé, hàng ươm ki này, từ những cây mẹ rất là mập đẹp. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là năm nhất lên thôi, nên là thành ra là cây nó vẫn sẽ chưa được đạt đến cái độ tuổi mập, nhưng phải nói là cây rất là đẹp rồi. Đó, đây chiều dài thân này em sẽ đo này. Nói chung là thân dài nhất thì cũng phải gần đến 2 gang. Nói chung một chậu sẽ là 2 thân nhá. Hàng rất là đẹp,
Trầm lông đỏ bình thường một thân đã rơi tầm khoảng 150.000 rồi. Ngày hôm nay một chậu hai thân dài dài như vậy này, em bán chỉ có 220.000 đồng một chậu thôi. Hàng siêu đẹp luôn. Đấy, trầm lông đỏ hàng ươm ki nhá. Hàng chuẩn ươm ki cho các bác. Đấy, hôm nay rất là vừa túi tiền. 220 một chậu, hai thân. À, sang bên đây em có một loại nữa là loại cũng là trầm lông đỏ. Tuy nhiên thì đây là dòng chậu bự, chậu to, chậu khủng, chậu lớn. Đấy, tại sao phải nói là tổng hợp tất cả những cái to lớn bự thì nó đều nằm hết ở trong một cái chậu trầm này rồi. Đấy mọi người này, đấy cho mọi người xem luôn. Đấy ạ. Đây ạ, cho mọi người xem nhé. Một chậu này của nó phải nói là cực kỳ là nhiều thân. Đấy, dơ cho mọi người biết được cái độ dài của thân cũng như là cái độ to của cây như thế nào. Đấy, em lấy tạm thử một chậu xuống nhé. Cho mọi người đếm này. Một thân này, hai thân này, ba thân này, bốn thân này, năm thân, sáu thân. Đây là 7 thân, cả một thân ngắn này nữa. Quá là đẹp luôn, hàng cũng ươm từ ki thôi nhé. Đây người ta gọi là một bụi trầm lông đỏ luôn. Một bụi trầm lông đỏ. Đấy, hàng rất là đẹp nhé các bác nhé. Có 680.000 đồng một chậu. Đấy, 680.000 đồng một chậu. Tính ra là chưa đến 100.000 đồng một ki. Mà có cả ki dài. Đấy, các bác mà có tiền ấy, cho thêm một ít tiền nữa mua cái chậu này cực kỳ là dôi. Đấy, khẳng định các bác luôn. Đấy, một bụi như vậy. Còn không, nếu mà để vừa túi tiền thì các bác có thể lấy cái chậu nhỏ nhỏ kia, 220.000 được hai thân các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp. Đấy, số lượng hôm nay có ít thôi, rất là ít, có duy nhất 15 chậu thôi nhá. Đấy, số lượng có hạn nên là mặt hàng nào em không có nhiều ấy thì em thông báo luôn để các bác tránh trường hợp là mình thích quá lúc mình đặt nó hết hàng rồi. Và sang bên đây đó chính là dòng phi điệp tem đỏ. Đấy, dòng này thì quá là nổi tiếng, trước đây em cũng đã bán rồi đấy ạ. Đấy, hàng này thì đây, cả gân cả lá rất là đẹp. Và đặc biệt hơn là cái dòng này mặt hoa nó là màu đỏ đậm ấy ạ. Màu đỏ đậm, đây phi điệp tem đỏ này. Những chậu nào thân ngắn thì nó sẽ nhiều thân hơn, còn chậu nào thân dài này thì nó sẽ ít thân hơn. Nhưng cũng phải rơi ít nhất tầm 4 đến 5 thân. Đấy, cũng phải 3, 4, 5 thân. Đấy, chậu này em cầm là 5 thân. Nói chung là rất là đẹp. Nói chung là hàng quá là đỉnh luôn. Đấy, thân gân lá đẹp. Loại tem đỏ này, hoa màu đỏ đậm, em bán là 300.000 đồng một bầu nhé. 300.000 đồng một bầu phi điệp tem đỏ. Đây ạ, cả bên đây cũng đều có này. Nói chung đây, này, bụi nào bụi đấy thì nó như một bụi phi điệp luôn. Hàng chơi thân chơi lá quá là đẹp. Mặt hoa đẹp nữa. Và đây những cái chậu thanh đạm Indo, hàng hiện tại đang có ngổng nụ. Đây ạ, những bác nào mà chưa biết đến cái dòng thanh đạm Indo này thì hôm nay sẽ được thưởng thức những cái giò hoa với những cái vòi hoa dài. Và dòng này thì hoa rất là thơm nhá, dòng hoa bèn hoa. Đấy, những nụ hoa đang dài như vậy các bác có thể chơi hoa luôn ạ. Và dòng thanh đạm Indo này một năm có thể lên đến 2 lần hoa. Và đây ạ, những cái chậu này là những cái chậu mà hàng chậu size nhỏ. Đấy, hàng có đông có ngổng nụ, một số cây thì nụ nó nhỏ nhỏ, xíu xíu đang nhú lên này. Một số cây thì nụ nó dài như vậy rồi. Đấy, về các bác được chơi hoa luôn. Và dòng này thì em bán là 160.000 đồng một bầu. Các bác mua một cặp sẽ là 300.000 đồng một cặp. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Đây là dòng thanh đạm Indo, hàng của Thái Lan. Và dòng này thì đẻ nhánh khá là khỏe, dễ chăm, dễ trồng.